Đây là ác quỷ diệt quỷ các bạn nha. Không tự sát là hay rồi. Một cây kiếm có biểu tượng của Chanel. Cái thằng nhảy ranh này. Hello, xin chào các fly. Hôm nay bay quay về một số kiếm Kimetsu no Yaiba mới về. Mà về nhiều quá nên bay phải chia làm hai video. Trong đợt review này có một loại vũ khí rất đặc biệt, đó chính là kiếm của Neyuko. Quái, Neyuko làm quái gì có kiếm. Thế mà bay có đấy, chắc ở vũ trụ song song đó mà. Để lát nữa thì bay sẽ review cái này. Và bốn cái này mới về là cái gì đây? Cây đầu tiên là cây rất nhiều bạn nhớ mong và đặt rất là nhiều. Đó chính là phong sẹo Senami. Sashimi. Đây là một cái kiếm của sẹo dù. Giống như chủ nhân của nó, cái vỏ đó có rất là nhiều sẹo. Chắc là đi chém nhau nhiều quá bị chém đầy vỏ. Hoặc là anh ta tự rạch cho nó vui. Hoặc là anh ta tự rạch cho đồng bộ với cơ thể của mình. Hoặc cũng có thể đây là một loại mật mã gì đó mà nó chứa một cái bí mật gì đó mà nó kho báu quanh bi chẳng hạn. Ví dụ mày thấy nè, UVII giống như là 17 đúng không? V là 5, 2 gạch là 2 nè. IX nè. Đây là cái kiếm của phong chủ. Thì đây là một cái trong chống trẻ em 3 ngày một cái nè. Đó là một cái xoáy bảo vệ tay. Khi đánh nhau mà chém như vậy mà nó không chết á, thì bạn dùng cái bảo vệ tay nè. Đó, bạn cầm như vậy là đập vô là nó lủng đầu nè đó. Bạc bạc bạc. Nên cái kiếm này rất tùy dùng, nhưng mà đừng cầm như vậy là đứt tay nha. Được cái là kiếm của bay là hàng gan trưng bày, không có đứt tay được. Cái lưỡi kiếm màu xanh xẹt 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 ở đây. Còn kiếm màu trắng quấn vải xanh đen. Khi các bạn nào mà cần di chuyển giống như Doraemon, các bạn tháo này ra gắn làm cho giống che bay lên đầu nè. Đây là kiếm của phong sẹo. Sạch. Các bạn muốn ngầu lò như phong sẹo á thì mua kiếm này. Còn các bạn muốn sẹo á thì mua dao lam. À mà thôi. Bậy quá. Cái thứ hai là một cái hộp nhỏ nhỏ này. Một cái hộp nhỏ nhỏ này là wow, nham trụ lại về. Nham trụ về đợt nào là cháy hàng đợt đó luôn. Cái nham trụ này dài dễ đến 40cm các bạn. Nếu mà so với một cái cây 26 như vậy nè, khá dài. Phải 35-40cm đấy. Có một quả chùy giống chùy của Rem trong Riero nè. Thêm một quả rìu nè. Trên rìu có bốn chữ là ác quỷ diệt xác. Cái này ngoài việc đi giết quỷ ra thì chúng ta có thể đi chặt củi nè. Rìu mà. Còn cái này thì sao? Chẳng có việc gì dùng cho cái quả chùy này nhỉ. Ném vô đầu mấy con khỉ à. Đây chính là rìu của nham trụ. Bao gồm hai cái nè. Và giá nó cũng không đổi mặc dù nó dài hơn. Mà dài thì do thử xích thôi các bạn ơi. Vẫn là 150.000 cho những cái kiếm này. Cái thứ ba là cái gì nào? Quá, wow, thứ ba đúng là một cây các bạn mong chờ đó. Đó chính là một cây Tanjiro đen thui thùi lui. Khi nhận được cái kiếm này, Tanjiro rất là bất ngờ. Còn ông thợ rèn thì hết sức là tức giận. Tại sao là như vậy? Rút ra đi cưng, nó sẽ đổi màu tùy người. Hy vọng của mày là bảy sắc cầu vồng. Ủa sao đen thui thùi lui vậy ông có nội? Tại sao của mày có màu đen? Mày nhiễm corona phải không? Có mình mày không đeo khẩu trang là tao đã nghi nghi rồi. Cái thằng nhảy ranh này. Thanh kiếm này có vỏ màu đen thui. Cái vòng hình hình kính quạt nè. Hình kính an che. Cái này là hình bánh xe ngựa các bạn nha. Cái này hình bánh xe ngựa là cái vòng mặt trời gì đó. Các bạn có thể tháo ra và lăn đi muôn nơi chơi cho vui nè. Kiếm của Tanjiro màu đen. Bạn căn bản đây là cây kiếm rất là đẹp luôn. Bằng gan và 26cm. Tiếp theo là cây gì đây nào? Cây gì mà là quắc lại quên nè. Một cây kiếm có biểu tượng của Chanel. Đây chắc là của một nhân vật yêu thích thời trang lắm nè. Hay là nước hoa gì đó. Đây một cái Chanel ở đây các bạn nha. Đây là kiếm của quỷ trụ á. Của Genja. Kẻ ăn thịt quỷ. Là kẻ duy nhất không thể sử dụng được hơi thở. Vỏ kiếm của cậu ta màu nâu. Cái đuôi kiếm màu đen và cái vòng hình Chanel. Ra cái này là giống như hai cái trứng cút lồng với nhau lẽ. Đây hoặc là hình số 8. Bay cũng chẳng biết nó có ý nghĩa gì. Vì cậu ta không có hơi thở nên đây là hai số 0, hai ngỗng chứ, hai trứng ngỗng chăng. Hay là cái số 8 là vô hạn gì nè. Càng nhìn càng giống cái mông. Mà thôi, đây là kiếm của Genja. Một kẻ mà các bạn tưởng xài súng không xài kiếm. Nhưng cậu ta cũng có kiếm cái. Đây 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 đây, đến cây cuối cùng nào đây. Mới chính là quỷ trụ của chúng ta. Có hình em gái Neyuko. Neyuko đặc biệt là một em loli có cái đùi rất thon rất dài nè. Wow, một cây kiếm có màu đỏ và màu xanh lá. Cha cha cha. Để coi, cái vỏ thì có hình cái lá của hoa tử đằng này các bạn. Đó. Đây là kiếm để diệt quỷ, được mang trong người bởi một con quỷ.
căng thẳng vậy? Đây là ác quỷ diệt quỷ các bạn nha, không tự sát là hay rồi. Cái vòng kiếm thì có gì nào? Vòng kiếm rất đặc biệt, đây đúng là Neyuko ở chiều không gian khác rồi. Thay vì ngầm ống chè ở mồm thì ống chè ở đây được làm vành kiếm nè, là có 6 cái, 7 cái. À, ủa, 6 hay 7, 3 là 6. 6 cái ống chè khác nhau trên cái vòng kiếm. Chắc là mỗi lần ngầm xong lại bứt cả ra để ngầm tiếp đó mà. Và nếu không có gì sai biệt thì cái vòng này cũng là chè luôn. Chè tác hơi cực đấy. Cái lưỡi kiếm màu đỏ, còn cái đuôi kiếm cũng là màu đỏ trắng. Trời, thấy lần đầu luôn á. Không biết cô ta dùng cái này chém thế nào ta, tại vì Neyuko cũng không có hơi thở, hay dùng hơi thở của quỷ. Nhưng bù lại Neyuko có huyết quỷ thuật, chắc là biến cái kiếm này thành một cái kiếm lửa rồi chém luôn chăng. Đây, màu đỏ là tượng trưng cho máu, cô ta hình nhuốm máu vô kiếm của mình rồi chém chết mọi quỷ khác, chắc có lẽ là như vậy. Tất cả những thứ này đều đặc trưng cho Neyuko, đó chính là màu đỏ của máu, hoa tự đăng và cái áo bóng che ngầm vô mỏ. Và đây là 5 cây của video này. Đợt sau quay sẽ là video cho những cái Kimetsu mới về khác. Và bây giờ thì bye bye. Các bạn hãy đăng ký kênh để xem các loại hàng mới và kỳ lạ nhất nhé. Để đặt hàng hãy vào Lazada, Shopee, Sen Đỏ của Buy Store, hoặc inbox trực tiếp Facebook và buybuybuy.com. Đổ qua miễn phí ở tập 226.